Trước đây con đến một ngôi chùa cầu nguyện trước Đức Phật, tuy nhiên sau đó con không có thể giữ đúng lời nguyện đó. Và có phải vì vậy mà con hơn chục năm nay bất cứ việc gì con làm cũng gặp nhiều trục trặc khó khăn? Thì nếu mà mình muốn mà đưa Đức Phật lên trên cao, nói đúng rồi, hứa với Phật mà không có làm, bởi vì Phật vỡ 10 năm nay te tua và tơi tả. Nếu mình nói như vậy đó là tội nghiệp cho Phật lắm. Đức Phật không phải vậy. Những cái trục trặc khó khăn của mình đó là những cái phước và cái kém phước của mình, cái vận may và không may mắn của mình, chứ không phải Phật nào mà làm như vậy. Nếu mà Đức Phật mày còn như vậy thì làm sao mà gọi là Đức Phật? Chỉ có chúng sanh mình mới sống với nhau như vậy thôi chứ. Anh hứa anh cho tôi 50 đi chơi, anh không cho tôi vẫn có tiền đi chơi. Nhưng mà suốt đời tôi nói, đừng bao giờ tin chị đó nghe không? Hứa cho tôi 50, tôi đâu có thèm, tôi để cái chừng nào đưa. Đi đâu cũng nói có 50 người ta hứa. Nếu mình là rộng lượng, mình phải hiểu đâu phải người ta muốn quỵt lời hứa đâu. Một là người ta có thể không có khả năng. Hai, có thể mình làm cái gì người ta buồn. Thường thường ai hứa gì với mình mà không làm, mình ít có khi nào nghĩ xấu cho người ta mà nghĩ mình. Không biết mình làm gì cho người ta buồn mà người ta không đến với mình nữa. Mình phải nghĩ phần mình nhiều hơn. Để chi? Thấy cái lỗi mình nhiều hơn là thấy cái sai của người. Cái đó là tu tâm đó. Tu tâm là mình thấy cái sai của mình để mình chữa sửa, hơn là mình chỉ thấy của người ta. Người ta thất hứa thế này, người ta xấu thế kia, mà mình quên rằng cái cách sống của mình sao có thể đã làm cho người ta buồn phiền mà người ta không đến với mình. Có nhiều khi mình đến chỗ đó hứa hẹn rồi mà tự nhiên sao người đó không có mặt, mà người đó cũng không nhắn nhủ gì hết, tự nhiên mình cũng lo, không biết mình có làm gì người ta buồn không. Thay vì mình nghĩ người ta thế này thế nọ. Như vậy tu tâm là cái người luôn luôn nhìn lại mình, quán xét lại mình nhiều hơn là mình chỉ lấy cái tâm xấu dở của mình soi người khác. Chứ không có tu tâm là cần đó, nhưng mà mình phải biết cách là mình hiểu là cái tâm mình nó như thế nào để mình có thể tu tập. Còn mình khuyến thỉnh ai ăn chay tu tập được tốt, nhưng chúng ta phải hiểu được hoàn cảnh. Cho nên quý vị nhớ ha, có một người đó giữ giới nhiều quá giữ không được, lên gặp Phật. Phật nói ông nghe nói là ông than phiền nhiều giới quá giữ không nổi. Bây giờ một giới ông giữ nổi không? Dạ, từ 250 giới mà rớt xuống còn có một giới thì là quá hạnh phúc rồi. Vậy xin cho con thọ cái giới đó. Đức Phật nói vậy ông giữ cái giới ý đi, cái giới tâm đó. Tại vì tất cả mọi lỗi lầm từ đâu ra? Từ cái tâm. Mà hay giữ cái tâm mà thuần thục rồi thì mấy kia nó không có phạm. Cho nên tu tâm là vậy, giữ cái tâm cho thuần thục của mình. Mình mới đứng dậy để cái ghế trống, sợ mất, để cái giỏ lên đó, để chai nước lên đó, mới đi ra rửa tay vô chai nước nằm xuống đất rồi có người ngồi rồi đó. Chỉ cần thấy chai nước của mình nằm dưới đất mà người khác ngồi trên cái ghế của mình, rồi hãy nhìn lại cái tâm mình phản ứng như sao. Nhiều đó thôi là mình biết là mình có tu tâm không. Còn nếu khi nào mình nói ố bác ngồi rồi hả, cái bác kia ngại ngùng thôi thì con đứng vậy. Dạ không không, bác cứ ngồi đi, con kiếm chỗ khác được, không sao hết. Khi nào mình trả lời được như vậy, mình nhẹ nhàng được như vậy á, ngay cả mình đi tu cũng vậy, mình là lớn hạ hơn tu trước người kia. Mà lỡ người kia ngồi vào cái vị trí mà chỗ mình ngồi đó, mà lỡ rồi đó, người ta đứng dậy thôi ngồi đi, ăn cơm thôi mà, ngồi đâu cũng được. Thật ra nếu ngồi đúng chỗ thì được không sao, nhưng lỡ có ai ngồi cứ thoải mái ngồi, tôi ngồi dưới kia cũng không sao, miễn có chỗ ngồi với nhau là vui rồi. Khi nào tâm mình được như vậy mà trả lời là mình biết tâm mình có một chút chuyển hóa tôi. Còn nhất định anh phải đứng dậy, anh nhỏ hơn tôi, anh ngồi dưới kia, tôi ngồi chỗ này mới trúng.
Như vậy là mình tu để làm gì? Để kiếm cái chỗ ngồi bằng những năm tháng tu hành của mình sao? Không lẽ mình tu hành tới như vậy, mình lấy năm tháng tu hành mình kiếm cái chỗ ngồi đó sao? Thì mình hỏi cái tâm tu của mình. Cho nên nhiều khi á, mình tu á, cuối cùng á, hàng ngày mình phiền não có gì nhiều đâu đó, ba cái lặt vặt vậy đó, từ cái chỗ ngồi, thậm chí nhìn y của nhau nữa. Mới tu mà đắp y nhiều nhiều điều quá. Đó, mình tu tâm và tâm mình như thế nào đến với mọi người. Thậm chí có những người mình không có chuẩn bị, nhưng người ta tới mình phải tiếp đãi người ta như thế nào, mình ân cần những người ta như thế nào, để mình hiểu được cái tấm lòng của mình đối với người khác. Đôi khi mình cứ muốn người khác đến với mình không, mà lòng mình chưa hề đến với ai. Cái đó là một cái thiếu sót, và mình đoạn cái duyên của mình với người. Cho nên rồi á, mình có tu thì cũng có, nhưng mà duyên lành với chúng sanh không đủ. Còn quý vị thấy có nhiều người á, người ta làm việc á, người ta nhờ ai người ta cũng giúp hết á. Đây cái khóa tu này nè, chị Nguyễn Hạnh là nhờ vả nhiều người lắm, mà người nào cũng phát tâm trợ giúp hết á, là mình biết là kết cái duyên lành. Còn nếu mình không kết duyên, mình nhờ ta có khả năng nhưng mà ta cũng có quyền từ chối, người ta từ chối ta không giúp. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong cuộc sống tu tập á, chuyện đầu tiên là làm sao chúng ta phải mở lòng kết duyên với chúng sanh, kết duyên với mọi người, dù chỉ một lời chào hỏi, dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một tách trà, dù chỉ là một cái chỗ ngồi, bất cứ cái gì mà chúng ta kết duyên được với người, chúng ta nên làm. Ở bên Nhật Bản á, trên chiếc xe bus công cộng, người ta để cái băng ghế có ba người được nhường chỗ: bà bầu, một người già và một cái người có tai nạn. Thí dụ người ta bị gãy tay gãy chân, ta đi gãy, mình là người lành lặn mình ngồi ghế đó, nhưng chiếc xe bus, những cái ghế đó sẵn sàng ưu tiên cho ba vị đó: một người già, một người bệnh và một người có tật. Còn có chỗ đó, còn vẽ hình của thầy tu nữa, nhường chỗ cho một vị xuất gia. Nhưng mà thôi, Pháp Hòa không nói cái đó, mình nói ba cái này để mình thấy rằng á, mình đang ngồi vị trí đó, nhưng mình nhìn mình thấy một người khác khó khăn hơn mình, đi đứng khó hơn mình sẵn sàng nhường cái chỗ đó. Thì khi Pháp Hòa thấy cái đó, trong bụng Pháp Hòa nghĩ đây là cách kết duyên lành với mọi người. Nếu như chiếc xe bus đó mà không ai ngó ai thì bước xuống xe rồi là xong. Nhưng chiếc xe bus đó mình đứng dậy, mình nhường cái người kia, thì người kia sẽ cúi đầu chào mình cảm ơn, mình cúi đầu đáp lại không có chi, mình kết cái duyên với họ. Cho nên đời này á, mình nhìn lại mình thấy mình đi đâu mình cũng dễ làm bạn hết á. Đi đâu mình cũng dễ làm bạn là mình biết là mình có duyên lành với chúng sanh. Còn mình đi đâu mà mình cứ rà rà tới cái hồi ta né né là mình biết rồi đó, mình không có kết duyên nhiều, cho cố gắng. Không hiểu tại sao con hay nóng giận vô cớ và hay nghĩ người khác chê bỏ mình. Con xin thầy chỉ dạy cho con được sống an lạc. Cái này là một dạng mặc cảm, tự ti. Trong kinh Đức Phật dạy có ba loại mặc cảm. Một là mình bằng người. Hai là người đó mình cao hơn họ. Một là mình hơn người ta. Hai là mình bằng người ta. Ba là mình thua kém người ta. Mặc cảm hơn, thua, bằng. Ba cái loại mặc cảm. Nhưng mà nếu mặc cảm mà dở á, là mình luôn nghĩ như mình cao hơn, còn không là mình bằng người ta và người ta thấp kém hơn mình. Có khi thì mình thấp kém hơn ta,
Đây là một cái mặc cảm thứ ba là tự ti. Là mình đi đâu mình cũng nghĩ mình thua người ta, mình dở người ta, cho nên lúc nào mình cũng thu vào trong cái góc cạnh của mình. Và mình không có mở lòng để mình tiếp nhận. Thí dụ như mình nghĩ người ta xấu, ví dụ vậy đi, thì cho là cái nghĩ đó đi, thì mình hãy để cái hành động người ta, mình đã nghĩ người ta như vậy rồi, thì cứ nhìn vào hành động người ta coi có đúng với cái mình nghĩ không. Nếu mình so ra mình thấy rằng những cái điều mình nghĩ cho người ta sai hết, thì từ đó bắt đầu giúp cho mình thấy mình đã có một cái lệch kiến, cái tà kiến, cái sai lầm, cái biên kiến như người ta. Từ từ mình bỏ được cái đó. Cho nên mình thí dụ lỡ mình đi vào cái con đường là phải so sánh, thôi cũng được. Tại cái đó là cái thói quen của mình. Nhưng mà đừng có kết luận và vội vã và đẩy người ta ra, mà hãy để cho người ta đến, người ta sống coi có đúng như cái cách mình đã suy nghĩ không. Nếu mà không đúng thì mình phải tự chỉnh, mình đã nghĩ sai người khác. Quý vị nhớ câu chuyện Pháp Hòa hay kể là nồi cơm của Đức Khổng Tử không? Nhớ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử có một người đệ tử tên là Nhan Hồi. Gặp cái thời loạn lạc, thầy trò dẫn nhau đi chạy giặc. Thì lúc đó đi ngang một cái xóm, người ta cho được một lon gạo để nấu. Thì Đức Khổng Tử nói thôi, Nhan Hồi xuống nấu cơm, các vị kia đi kiếm thức ăn, còn thầy lên phòng thầy đọc sách. Thì Đức Khổng Tử ngồi đọc sách, thì trong khi mà ngài để cuốn sách xuống á, thì ngài vô tình ngài nhìn qua cái cửa sổ, thì ngài thấy Nhan Hồi đang bốc cơm bỏ vô miệng ăn. Ngài không nói gì hết, buồn lòng để bụng thôi. Khi tới giờ cơm, Đức Khổng Tử mới nói, thì Nhan Hồi mới xin phép, con xin phép con không ăn, là vì hồi nãy có một ít cơm nó rớt xuống đất, và con nghĩ rằng trong cái thời buổi khó khăn, cơm có dính bụi mà nếu mình đem bỏ đi thì phí quá, cho nên con đã mạn phép thầy và các sư huynh, con phủi bụi cái mớ cơm đó và con đã ăn cơm đó rồi. Nghe xong rồi, Đức Khổng Tử vỗ đầu, chỉ xém một chút nữa thôi, ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Nghĩa là ngay từ đầu ngài đã suy nghĩ xấu cho người đệ tử mình là dám ăn cơm trước mình. Nhưng mà ngài đâu có nói ra, ngài để bụng thôi, ngài không nói ra. Cũng giống mình vậy đó, mình quy nạp ai một cái chuyện gì đó mình không nói ra, mà mình nghĩ nó đúng. Nhưng thí dụ như may mắn thay việc đó nó ra ngoài thì mình mới hiểu. Nhưng lỡ không có việc gì xảy ra thì có phải cái câu chuyện hiểu lầm này mình để suốt đời, và bắt đầu mình trở thành một tập khí nghi ngờ và xác định điều đó là đúng. Cho nên nghi cũng được đi, nhưng mà hãy để cho người ta sống và đem cái cách sống của người ta để so lại với cái nghi của mình có trúng không. Cho nên khi mà Đức Phật nghe ai nói điều gì về ai đó, Đức Phật gọi người đó lại. Gọi người đó lại: có phải thầy sống như vậy không? Dạ thưa đúng. Đức Phật nói: thầy đã hiểu lầm, tôi không có nói như vậy. Từ từ đó Phật mới chỉ cho mình cái phương pháp. Giống như trong cái kinh Người Bắt Rắn, có một vị tu á, đệ tử Phật mà hiểu lầm là Đức Phật nói á, hưởng thọ ngũ dục không có sai, nói tất cả những cái gì nó ngược lại hết. Đức Phật nghe xong, Đức Phật đâu có nói gì đâu, kêu thầy đó lại: tôi nghe người ta nói thầy như vậy, có phải vậy không? Dạ đúng, con hiểu là Đức Phật dạy như vậy, thầy đã hiểu lầm ý tôi rồi. Bắt đầu ngài mới dạy, sau đó ngài mới nói một câu: nếu như mà bắt một con rắn mà không biết cách bắt rắn thì con rắn nó sẽ làm sao? Nó quật ngược, nó cắn mình. Tại vì nếu mình chụp cái đuôi rắn thì con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Còn người biết bắt rắn thì người ta lấy một cái cây nạng, người ta chống vô cái đầu của con rắn, dù cái đuôi nó có quẩy ngụa nhưng mà nó không tác hại cho mình được. Đức Phật nói: những gì tôi dạy mà các thầy không biết cách để hành trì á, cũng chẳng khác nào quý thầy chụp cái đuôi con rắn, nó sẽ quay lại nó cắn mình.
giáo pháp của tôi mà quý vị không biết cách thực tập thì quý vị cũng sẽ nguy hiểm như vậy. Đó, ví dụ như mình chuyện mình ăn chay này, chuyện mình giữ giới, chuyện thế này thế kia mà mình không biết cách tu tập, và mình ôm một cái mà mình đúng đó, mình đem ra mình soi và người nào cũng trật hết. Không, mà ví dụ như vậy nè, mình ăn chay thuần túy, bây giờ mình đem cái ăn chay của một người lớn ra mà mình đi so sánh như một đứa nhỏ ăn chay, có phải là mình nói trúng? Nhưng mà mình đang nói chuyện với ai? Mình đang so sánh, mình đang so đo với một đứa nhỏ. Rồi bây giờ mình tu lâu năm, mình đi so bì với một người mới vào chùa tu, hay là một người người ta không có cái nhạy bén? Không thể được. Cho nên tại sao trong kinh có đoạn Phật nói thế này, có đoạn Phật nói thế kia? Không phải là Phật nói bất nhất, nhưng mà Phật biết mỗi cái giai đoạn con người ở đó như thế nào mà Phật nói. Tới chỗ cá Phật nói chỗ cá, tới chỗ nhang Phật nói chỗ nhang. Ngạ nan đi tới cái chỗ bán cá, Đức Phật nói thầy lấy cái tay vọc một cái cá lên, xong rồi thả ra rửa tay, ngửi vẫn còn tanh mùi cá. Nhưng mà nếu mình đi tới cái chỗ người ta bán hương á, ta làm bột nhang á, lấy cái tay này thọc tay vô trong cái bột nhang, đem ra ngửi có bột nhang, mình ở gần đâu mình sẽ có một cái ảnh hưởng đó. Và mình biết rằng giữa mùi tanh của cá và mỗi mùi hương của thơm nó khác. Cho nên đó, Đức Phật dạy một câu rất hay: pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ, chứ đừng nói cái không phải pháp. Tại vì có những cái bỏ là sao? Không phù hợp, chứ không phải là phỉ báng. Hai cái nó khác, vì nó không phù hợp. Một cái đứa nhỏ mới vừa rồi, một đứa nhỏ 8 tuổi hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có cách nào làm cho con bớt nóng tính không? 8 tuổi thôi nha. Bây giờ không lẽ mình nói là con phải quán vô thường, sống nay chết mai, nói vậy sao nó hiểu? Mỗi khi con nóng, con đừng nói gì hết, con đừng có la, con đi lên phòng, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh, Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh. Con niệm 10 lần rồi con bớt nóng tánh rồi con đi xuống. Nói vậy con nít nó nghe nó hiểu được. Còn nếu mà mình phải, con phải thấy vô thường, sống nay chết mai, phải không? Rồi con phải thấy đời là tạm bợ. Nói với nó là nó sẽ trừng con mắt, nó nói what do you mean. Tại vì mình nói chân lý mà không hợp cái căn cơ, mà cơ mà không hợp thì lý nó cũng không hợp. Vì vậy thì tại sao chúng ta gọi là kinh? Chữ kinh là nói tắt, nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh, là bởi vì trong cái kinh này nó chứa đựng cả hai cái khế hợp. Hợp với căn cơ gọi là khế cơ, hợp với lý đạo gọi là khế lý. Mình nói cái gì mà vừa khế lý mà cũng phải vừa khế cơ. Có những bài học của người xuất gia thì đâu thể nói với người tại gia, tại vì người ta nghe không có được, người ta nghe nó không có, có dính dáng gì đâu. Cũng giống như trong Bồ Tát giới, có một cái giới nói là không có được thuyết pháp lộn xộn. Mà nếu cái giới đó mà đem nói với cư sĩ, nó có họ không? Tại các vị có thuyết pháp đâu. Cái giới đó là cho những vị Bồ Tát xuất gia, muốn thuyết pháp thì phải thuyết mạch lạc, rõ ràng, chứ không có nên nói những điều không có mạch lạc cho người ta nghe, làm cho người ta hiểu lầm, ví dụ vậy. Cho nên qua cái câu hỏi này có rất nhiều việc để chúng ta bàn đến. Thầy Pháp Hòa nói hơi lâu là bởi vì Pháp Hòa muốn đại chúng rõ được cái chỗ tu tâm, và mình có cơ hội sẽ nhìn lại cái tâm của mình bằng những cái phản ứng của mình trong mỗi ngày trong cuộc sống của mình.
Con kính xin Thầy giúp con giải đáp làm sao tự mình có thể tha thứ cho mình những lỗi mình lầm mình đã gây ra cho chồng mình. Mình hỏi cái này thì mình cũng không biết. Công hai là công đức nếu có thể hồi hướng cho người đã mất. Chồng con qua đời với lòng buồn và hận con vì con có lỗi, con phải nên làm gì để sống đoạn đời còn lại của mình? Ở trong nhà Phật á, có năm cái pháp làm chướng ngại, gọi là ngũ cái. Chữ cái đây là ngăn che. Thứ nhất là hôn trầm. Thả mình ra mình tỉnh mà hãy mở băng giảng là mình ngủ. Ngồi nói chuyện nguyên ngày không buồn ngủ mà dở cuốn kinh ra là ngáp. Đó là hôn trầm. Thứ hai là trạo cử, khó chịu, nhúc nhích, bồn chồn, không có yên. Thứ ba là bất tín, là không tin. Thứ tư là nghi ngờ, hối hận. Ủa, hối hận là tốt chứ tại sao là trở ngại? Đúng rồi, nếu mình hối hận mà cái hối hận này giúp cho mình phát triển tốt đẹp hơn, tâm nào làm lỗi thì lấy tâm đó sám hối. Thân trước kia làm lỗi thì bây giờ thân này làm thiện sự để giúp người, thì cái hối hận này là hối hận tích cực. Nhưng mà có nhiều người, người ta chỉ hối hận thôi mà người ta không có thay đổi gì hết. Người ta cứ ngồi rầu, tôi có lỗi, nhưng mà người ta không sửa lỗi. Cho nên cô Phật tử này thấy lỗi là tốt. Nhưng mà bây giờ làm sao mình sống đoạn đường còn lại đây? Sống tích cực. Sống tích cực, sống tu tập, làm những điều thiện sự. Thứ nhất là để hồi hướng cho chồng. Thứ hai là để bày tỏ cái lòng hối hận của mình. Bất cứ hình thức nào mà mình đã làm lỡ thì mình sống tích cực trở lại. Mà mình sống tích cực trở lại cho con, cho gia đình thì cũng giống như mình sống tích cực cho chồng mình khi còn tại thế vậy. Ít ra cái mất của người này cũng đã làm cho mình, làm cho một người khác biết ăn năn, biết hối cải. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng chú có mất thì cái mất của chú cũng có giá trị để tỉnh thức một con người. Mà thích tỉnh thức trước nhất là tỉnh thức người vợ của mình. Cho nên ngày nay cô có tỉnh thức được rồi là điều tốt. Nhưng đừng chỉ dừng ở cái chỗ hối hận mà không tích cực để sống. Trong Phật giáo Đại Thừa có hai vị Bồ Tát học giả rất nổi tiếng, hai anh em ruột. Đó là Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. Hai vị này nổi tiếng lắm. Nếu quý vị nào muốn biết cuộc đời của hai vị này và hai vị này đã đóng góp gì cho Phật giáo, hai vị quý vị Google bấm Vô Trước, Thế Thân. Thì trong hai người có một người em lúc chưa hiểu đạo phỉ báng dữ lắm, viết bao nhiêu bài vở để phỉ báng. Một ngày kia ông đã tỉnh thức, ông định hy sinh, cắt cái lưỡi của mình vì cái tội nói bậy. Người anh khuyên: thay vì em có lỗi, ngày xưa em dùng cái lưỡi của em nói sai, dùng cái bàn tay mình để viết sai, thì bây giờ mình hãy dùng cái lưỡi mình nói đúng, dùng cái tay mình viết những điều chỉnh đốn lại, sự thật tốt đẹp lại. Cái này mới là tích cực, đúng không? Tại vì mình kết liễu mình, nó đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà Phật mình mới có câu gì đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Lấy cái tâm tội mà mình đã tạo đó, lấy cái tâm mà mình tạo tội đem ra sám hối, cũng một tâm đó thôi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Nó tiêu cái gì? Nó tiêu tiếp tục, nó tiêu cái sự tạo nghiệp tiếp tục. Và nó dừng tất cả những cái đó, và để anh sống tích cực trở lại. Tội tiêu là tội tiêu cái tội gì tiêu? Tội của vị lai tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh. Tại sao? Tội nó tiêu là nhờ cái gì? Nhờ cái tâm nó tịnh. Hồi đó ai nói cái gì không có trúng, tôi phản ứng là liền.
Bây giờ nghe ai nói gì không ứng, tôi cũng ngồi im, tôi lắng nghe cho trọn. Cũng ngồi đó, cũng nghe cái đó, nhưng không phản ứng nữa. Không phản ứng nữa là gì? Tâm tĩnh. Còn cái lời nói sai đó vẫn tiếp diễn không? Vẫn tiếp diễn, nhưng mình không phản ứng nữa thì là tội tiêu tâm tịnh. Nó tiêu là do ta nhờ tâm mình tịnh. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chơn sám hối. Nghĩa là cái ác pháp trong cuộc đời đó, nó vẫn diễn biến như vậy, nhưng giờ tâm mình tịnh rồi, cho nên nó có đi ngang mình cũng bình thường. Phong và ví dụ ha, mình bị tiểu đường, ngày nào mình cũng ăn chè. Bây giờ bị tiểu đường rồi bớt lại, cái bà bán chè mỗi ngày vẫn đi ngang, vẫn đi ngang và reo hà reo chè, ai chè đậu đen không. Nhưng mà mình biết bệnh của mình rồi, cho nên bà đi ngang, bà cứ đi ngang và bán chè. Nhưng mà tại xin lỗi, tôi mắc bệnh rồi, tôi không có đáp nữa. Hồi xưa là bà bán chè ơi, bán cho tôi một chén. Bây giờ không còn muốn ăn chè nữa, vì cử rồi. Bà bán chè vẫn cứ bán, nhưng mà mình không đáp nữa. Cái này gọi là tâm tĩnh, thì cái bệnh nó không tăng. Hiểu ý không? Cái pháp mà để cho mình tham nó vẫn có mặt, nhưng mà giờ tâm mình hết tham, cho nên ai để của dễ lấy cũng không lấy. Chứ hồi xưa là lén lấy dữ lắm, rình dữ lắm đó, bây giờ không. Cho nên cái câu là tội tiêu tâm tịnh, các pháp nó vẫn đi qua trên cuộc đời này bình thường vậy, nhưng mà tâm mình tịnh rồi, cho mình bình an. Nói đơn giản gần gũi nữa nè, hồi mới ăn chay còn thèm lắm phải không? Trời ơi, ai mà cứ nấu mấy cái mùi khó chịu quá, ngày mình ăn chay mà cứ nấu nó cứ mua nó chọc ghẹo mình hoài. Nhưng mà bây giờ bình thường, khi mình không còn khởi tâm nữa, mặc dù mấy cái đó nó đó. Chơi cái người mà ta ăn chay thuần á, ai ngồi trước mặt người ta nước mắm hay cái gì đó bình thường, chị cứ ăn bình thường, tôi ăn phần của tôi. Ê, chị xức ra nghe, coi chừng nước mắm chị văng cho tôi, tại bữa nay rằm tôi ăn chay. Có một ngày đây thôi nha, qua ngày mai ê lỡ cho tôi miếng kén miếng rồi. Hiểu ý không? Tức là mình rất là hình thức. Cho nên mình ăn năn là tốt, nhưng đừng có để cái sự ăn năn nó làm cho một thành một cái khối khổ đau mà chúng ta dừng chân, chúng ta bị dừng chân, chúng ta bị dùng đùng lại và không tiến bộ. Không có ai mà không có lỗi, mà cái quan trọng là biết lỗi để sửa lỗi đi lên. Cũng giống như mình té đó thì đâu thể ngồi đó. Quý vị nhớ Pháp Hòa có làm bài kệ không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Nếu mình cái thất bại đó rồi xong là mãi mãi không làm nữa, thì cái thất bại này nó mãi mãi phải không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Còn nếu mà thất bại mà mình đi tiếp tục, mình đi theo, đứng dậy mình đi nữa, thì thành tựu sẽ ngàn du, nó đi theo mình. Cho nên nếu cái phước của mình nó là một cái tô nước thì một năm muối không ăn thua. Đức Phật ví dụ trong kinh đó, nghiệp của mình có thể như một năm muối, nhưng nếu như mà mình lấy một cái ly mình đổ vô cái nấm muối đó thì cái nấm muối, cái ly nó rất là mặn. Nhưng nếu mà nấm muối này ở trong một thao nước có thể nó còn hơi lợ lợ, nhưng nếu nấm muối này ở một cái hồ thì sao? Không ăn thua. Cũng như thế, cái nghiệp của mình, cái lỗi của mình có thể nó như nấm muối thôi, nhưng mà nếu mình ráng tu tập, phước lành mình nó rộng lớn như cái hồ, cái ao, thì nó không ăn thua gì hết. Cho nên đừng có để cái này nó thành ra một cái khối nó dừng mình lại, uổng lắm. Và chúng ta phải biết thấy nó mà tiếp tục chuyển hóa nó. Cũng giống như mình thấy cái bao rác, nhưng để cái bao rác đó trong nhà là nó sẽ hôi. Đem dứt cái thùng cái bao rác đó hết thì uổng. Tại vì có thể trong đó có rau củ mình có thể làm phân bón, có thể có những chai nhựa, bao giấy mình recycle,
mở ra thì tất cả trong cái bao đó hồi nãy mình gọi là bao rác, mà bây giờ có những cái mình sử dụng được để tái chế, để chuyển hóa. Cho nên cái quan trọng Đức Phật dạy trong kinh, trên đời có hai dạng người quý. Một là người không có lỗi, hai là người có lỗi mà biết sửa lỗi. Đó là hai dạng người quý trong cuộc đời. Cho nên cô nên nhận diện cái đó rồi tiếp tục sống và làm lành. Nếu về phần của chú là chú sẽ được hưởng cái phần công đức mà cô hồi hướng. Mà nếu về mặt tâm linh, chú sẽ rất hạnh phúc khi thấy người thân của mình, người phó ngẫu của mình có được một cái tích cực chuyển hóa tốt. Chú không được hưởng mà mình sống tốt với người sau, những người xung quanh, những người còn lại, chú vẫn vui vẻ như thường. Giống như cha mẹ mình thôi, có thể mình làm sai với cha mẹ, nhưng mà cha mẹ rất mong là mình thay đổi để mình sống tốt cho cuộc đời của mình với những người thân. Chứ không phải riêng cha mẹ không có cái phần đó, nhưng mà mình đã đóng góp được cái phần là gì? Vì mình mà tỉnh thức được người kia. Câu hỏi kế ha. Bạch Thầy, trong kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, kính Thầy giải cho con tu học. Đây là câu kinh Bát Nhã mở đầu á. Trước hết mình nói chữ Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải là một trí tuệ bình thường, mà một trí tuệ rất siêu việt. Vì nó siêu việt cho nên gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Chữ Ma Ha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh. Nói tóm lại cái câu đó là trí tuệ rộng lớn viên mãn. Chữ Ma Ha là tiếng Phạn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn. Vậy thì trí tuệ này là trí tuệ rộng lớn do Bồ Tát Quán Tự Tại. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, mà nghe cái tên của Ngài không là mình thấy tự do rồi đó. Nhưng mà Ngài không phải tự do bình thường, mà có cái gì? Có cái quán. Quán là nhìn sâu để thấy. Người nào có quán, có nhìn sâu mới sống được với cái đức tánh tự tại đó. Ngài Bồ Tát này làm gì? Hành thâm. Hành thâm là làm gì? Quán sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã để thấy được năm uẩn là không. Năm uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Nói đơn giản ba năm chữ gọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao gọi nó là uẩn? Là vì nó cấu tạo, nó duyên với nhau mà để nó có được sự sống của con người. Vì nó kết hợp lại cho nên gọi là uẩn. Ngũ uẩn nghĩa là năm thứ kết hợp lại để làm con, để có một con người còn sống đây. Ví dụ như là hiện tại cái sắc thân của mình là sắc uẩn. Nhưng mà quý vị có đang thọ không? Có không? Quý vị có đang thọ không? Có. Thọ gì? Thọ là cảm thọ đó. Quý vị đang thọ gì? Thọ nóng. Chữ cảm thọ là mình nhận cảm thọ là nóng, lạnh. Hiện bây giờ quý vị đang nóng hay đang lạnh? Vậy thì cảm thọ của mình là nóng. Nhưng nếu mà một chiều nay mà thời tiết nó xuống độ á, thì mình lại lạnh. Và có những người đang cảm thọ là buồn ngủ. Sắc thọ tưởng mà. Thì con người mình có sắc thân, có cảm thọ, không? Có sự luân chuyển, tâm hành biến đổi. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại thấy rõ năm uẩn này chỉ là sự kết hợp thôi. Nếu mà nó mãi mãi thì tại sao mình đang ngồi hồi sáng mình lạnh, bây giờ mình lại nóng? Như vậy cảm thọ này nó không có thường. Ngũ uẩn là dai, dài không.
Cho nên Bồ Tát này thấy được như vậy, liền qua tất cả mọi cái khổ nạn. Ai muốn biết cái này nhiều hơn, sâu sắc hơn, đi tìm bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nghe. Pháp Hòa có giải cái Bát Nhã Tâm Kinh với cái chủ đề là thuyền tuệ sang sông. Năm dĩa, năm buổi. Thuyền tuệ sang sông, với lệnh quý vị lên YouTube quý vị bấm thuyền tuệ sang sông thì có giải thích Bát Nhã Tâm Kinh kỹ hơn, nguyên bài để cho mình nghe cho nó đủ. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ giải thích sơ cho cái câu quý vị hỏi thôi. Rồi bây giờ mình một câu nữa là mình nghĩ ha. Ba mẹ con đã mất, anh em xảy ra bất hòa, ba mẹ ở dưới suối vàng có biết và nhìn thấy không? Dạ con mong thầy giải thích giúp con. Nếu nói sự thật là em không có biết, là tại vì gia đình quý vị bất hòa. Hai bác có thấy không thì hai bác biết chứ, Pháp Hòa đâu có theo dõi vụ này. Anh em bất hòa, cha mẹ ở dưới suối vàng có biết không? Có nhìn thấy không? Hoàn toàn không biết. Đã là sự thật đó. Nhưng mà trên cái phương diện tâm linh, chúng ta có thể tạm giải thích. Người mất không nhất định là ở địa ngục suối vàng. Tại vì cái chữ suối vàng là chúng ta dịch từ cái tiếng Hán, người xưa người ta gọi người mất là huỳnh tuyền, chốn huỳnh tuyền, cho nên chúng ta dịch ra tiếng Việt là suối vàng. Và mình nói là cái người đó quá vãng, đi theo cái suối vàng đó, đi vào đi vào như là một cái người đang ở cái chốn suối vàng đó, cái dòng nước mà để giống như dòng nước trôi chảy mà đưa mình đi tái sinh vậy đó. Nhưng mà cho dù cha mẹ mất lâu mất mau, cái báo hiếu tốt nhất là anh em sống hòa thuận. Tại vì có cái phương pháp cầu siêu cho người thân mình, ngoài những cái buổi tụng kinh cầu nguyện đó, cái năng lực mà siêu độ cho người mất tốt nhất đó là anh em không nên bất hòa. Vì anh em bất hòa là một năng lực không tốt. Rõ ràng người sống là đã không tốt rồi, rồi khi mình cầu nguyện á, có cái năng lực gì đâu cầu. Tại vì mình đang không thích người này, không vui với người kia, thì trong người mình chỉ tỏ ra những cái năng lực không lành mạnh, không an vui, thì chắc chắn không ai hưởng được hết. Người sống cũng không cảm nhận được. Thôi bây giờ đừng nói chi cha mẹ còn chết rồi xuống dưới rồi mình có biết không. Bây giờ bữa nào mình mời ba mẹ tới nhà ăn một bữa cơm gia đình mà anh em cãi vã bất hòa đó, bây giờ hỏi thử cha mẹ ngồi ăn cái bữa cơm nó ăn nổi không? Nếu mà có đi nữa thì ráng nuốt cho nó trôi mấy hộp, cho nó rồi một bữa, chứ còn vui là không. Mặc nhiều khi còn nghĩ á, trong cho cái giờ này nó xong cho rồi để đi về, cho nó tan hàng, chứ còn không muốn thấy cái cảnh này. Cho nên không cần phải hỏi gì hết, cứ một cái chuyện bình thường là cái sự bất hòa sẽ mang lại rất nhiều là bất lợi cho người sống và kẻ chết. Ngay người sống là không lợi rồi thì làm sao người chết hưởng được cái gì? Bất hòa là không kết hợp được, mà không kết hợp được thì làm sao nó thành một cái hiệp tâm mà hồi hướng cho người thân. Cho nên tốt nhất là quý vị nên làm sao giải quyết được những cái bất hòa trong gia đình, để mà tạo nên một cái năng lực cho người thân của mình. Mẹ của con năm nay 72 tuổi, bị bệnh Parkinson, đầu óc không minh mẫn. Con rất thương mẹ nhưng con không hiểu sao con không đủ kiên nhẫn nói chuyện với mẹ, và những lời nói đều mang hướng gì mẹ những lời nói mẹ đều mang hướng tiêu cực
và nghĩ xấu về người khác. Mặc dù con cố gắng rất nhiều để hòa hợp với mẹ, nhưng sao con vẫn không thể bình tâm được khi đối diện với mẹ? Con buồn lắm thầy. Con hy vọng hữu duyên thầy đọc và cho con lời khuyên. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa đủ. Tại vì mình đã biết rất rõ là mẹ bệnh, mà đầu óc không minh mẫn, không cần đợi tới Parkinson. Một người già thường hay sanh cái tâm thấy tầm bậy tầm bạ, thấy người này vô phòng mình, thấy người kia vô phòng mình ấy. Nói chung là người già, đó là tất cả những hoang tưởng của người già. Lẽ ra mình là người thân, mình nên thông cảm, chấp nhận, để mà vì mình biết cái đó không phải từ mẹ, mà do cái bệnh, do cái tưởng của mẹ, do cái hoang tưởng, chứ không phải là mẹ muốn như vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái này là khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không làm được, chỉ là khó thôi mà, phải không? Cho nên gọi là hy hữu, khó thôi chứ không phải không làm được. Vậy thì cô đã cố gắng, nhưng mà cố gắng chưa đủ. Cho nên cố gắng đủ thì mình sẽ không còn phiền não. Thứ hai là gì? Mình nên ngoài sự chăm sóc ra, mỗi ngày mình ngồi đó, mình dùng cái định lực bằng cách mình tu tập để mình cảm hóa cái bệnh của mẹ cũng như cái môi trường ở trong đó. Cái gì nó cũng có cái hoàn cảnh, cái môi trường chứ. Ví dụ như một cái người đó, người ta ở trong một cái phòng tối thì cái khuynh hướng sợ ma lâu ngày nó sẽ có mặt. Tại vì người ta ở trong một cái phòng tối lâu ngày. Rồi cái người mà mình bỏ họ ở nhà hoài, mới đầu họ ok lắm, nhưng mà từ từ họ sẽ sanh một cái bệnh trầm cảm và cô đơn. Tại vì môi trường của họ mỗi ngày là không có một người nào tiếp xúc hết. Cho nên mình phải thông cảm, mình phải hiểu. Một con người bình thường, nhưng nếu họ ở trong một hoàn cảnh nào lâu ngày cũng đều không tốt. Ngày hôm qua đó, mấy huynh đệ ngồi tâm sự, chia sẻ, nói chuyện, thì mình bàn tới một cái chuyện là con người có hai cái vấn đề gọi là cực với khổ. Ví dụ có những cái nơi chốn mình sống rất là cực, làm việc rất là cực, nhưng mà mình có niềm vui, cho nên cực mà không khổ. Nhưng mà có những nơi á, mình đã cực rồi mà mình còn bị người ta hành sách, hành hạ cái tư tưởng của mình nữa. Đó là cực khổ đó. Tại vì đối với tinh thần là bị khổ, mà đối với thể xác là mình cực. Thức khuya dậy sớm làm lụng chịu được, nhưng mà nếu gia đình đó mà vui vẻ, cởi mở, hài hòa với nhau, cực mà không khổ. Nhưng mà có những hoàn cảnh chúng ta vừa cực mà vừa khổ. Cực cái thân mà khổ cái tâm. Vì chúng ta phải sống như một cái môi trường lúc nào cũng dòm ngó mình, chỉ trích mình. Làm sai á, nếu mình nói á, thì lấy cái câu ra: oan ức không cần biện bạch. Nếu mình làm đúng thì im lặng đi, đừng có nói gì hết. Để lúc nào cũng lấy cái năng lực của người lớn áp đảo xuống, hay là một người chủ đã áp đảo với người làm, thì cái này là mình bị tinh thần. Ngoài ra còn phải làm biết bao nhiêu cực, việc cực, cho nên vừa cực vừa khổ. Hồi xưa có những thiền viện á, cái thời khó khăn nghèo á, tất cả tăng ni phải ra làm việc hết. Trồng rau, làm ruộng, làm chao, làm tương, làm tất cả để có một cái nguồn tài chánh để cho chùa. Thì vị hòa thượng, vị thiền chủ, hòa thượng viện chủ đó, hiểu được cái tâm lý. Cho nên đó, ngài cho các vị tu sĩ á, làm ruộng xong nửa ngày. Thí dụ sáng 9 giờ 8 giờ ra ruộng. Ra ruộng cho tới 10 giờ rưỡi dừng việc làm. Kéo nhau lên uống ly trà, miếng nước, ăn miếng bánh, rồi hát hò một vài câu cho thoải mái, rồi bắt đầu xuống làm tiếp một chút rồi đi ăn trưa. Nghỉ trưa một chút là bắt đầu học. Như vậy trong thiền viện, sáng làm việc, chiều học. Và vì công việc cực nhọc, để cho mọi người có tinh thần thoải mái, ngài cho hát hò vui vẻ với nhau, nhưng mà những bài thiền ca trong đạo để sách tấn với nhau.
Nhưng một dạo nào đó mọi việc đó ổn định thì Ngài giảm cái này lại. Ngài nói ngày xưa tôi cho là bởi vì tất cả các vị đều còn trẻ, tôi phải cho các vị có niềm vui để mà phấn chấn tinh thần, vừa làm cực mà không có cảm thấy bị tinh thần khó khăn. Bây giờ các thầy đã lớn rồi, sự tu tập của các thầy đã vững chãi, thì các thầy phải bớt cái này lại, đầu tư vào cái việc tu tập nhiều hơn. Như vậy là một người thầy rất hiểu, rất sáng, và đã làm cho cái môi trường tu học không có bị cực mà không khổ. Gia đình mình cũng vậy, tổ chức làm sao mà cho con cái người thân của mình, nhất là những người thân mà về làm dâu, về làm rể, về giúp đỡ cho mình đó, phải tạo cho người ta một cái không khí người ta sống mà người ta không cảm thấy khổ. Cái cực người ta có thể chịu được, mà cái khổ là khó lắm. Đấy, cho nên đó, là mình phải hiểu được mỗi người có một cái môi trường. Và mình là một Phật tử, mà nhất là mình đang chăm sóc cho mẹ chứ ai đâu. Cho nên cố gắng nhẫn nại một chút, mở lòng một chút, thêm một chút nữa thì mình sẽ đi tới chỗ. Giống như mình sắp tới nơi rồi, và xin thưa là cái thời gian mình chăm sóc như vậy nè không có lâu. Mình đã ráng được bao nhiêu năm rồi, bây giờ ráng chút nữa thôi thì sẽ được thôi. Mà mình nhớ là đây là bệnh chứ không phải là cố tình. Nên mở lòng như vậy để chúng ta có được cái tâm an bình khi mà mẹ không còn nữa. Mình đã thấy là mình đã sống trọn hết tất cả những nhẫn lực của mình để chăm sóc cho mẹ già. Tại vì mình hiểu được cái nóng nảy của mình, cái bực bội của mình đó, trong cái lúc đó nó có. Nhưng mà cuối cùng mình phải trở lại làm gì làm. Thời gian mình với mẹ không lâu. Và nếu như mình để cái thời gian đó qua đi, có thể mình sẽ đi tới cái hối hận là mình không làm trọn cái câu đó. Và như cái bài chúng ta thường nghe đó, cái câu như thế này: thành tâm báo hiếu con quỳ, mẫu thân nay đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được thâm ân, mà nay mẹ đã mãn phần còn đóng. Nhắc ra thêm thảm thêm sầu, làm con chưa trọn được câu sanh thành. Nhiều khi mình nhớ những cái câu đó để nó giúp cho mình qua được những cái khó khăn trong lòng khó chịu. Nhưng mà nói cho cùng, mình đi khó chịu với một người bệnh mà là người thân của mình, là cha là mẹ. Cho nên mình hiểu cái tâm trạng đó, nhưng mà rồi Pháp Hòa chỉ để mình nhìn lại tại sao người dưng nước lã mình làm được, mà đây là người mẹ mình mà bệnh nữa. Cho các vị cố gắng đi, không, mình cố gắng nhưng mà cố gắng chưa đủ. Vì vậy cho nên mỗi ngày ráng đọc câu chú Bát Nhã lên: Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Cái câu Yết Đế, Yết Đế là gì? Cố gắng, cố gắng là Yết Đế, Yết Đế. Bà La Yết Đế là cố gắng hơn nữa. Bà La Tăng Yết Đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ Đề tới nơi rồi, xong rồi, Ta Bà Ha là viên mãn, là niềm vui. Vậy thì câu chú Bát Nhã có gì, có cái gì ghê gớm không? Không. Mà cho nên trong này nói đây là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ. Đây là chú tối cao tối thượng, thị đại thần chú, thị đại minh chú là chú sáng chói, thị vô đẳng chú không có nào có thể so sánh với chú này. Thị vô đẳng đẳng chú có khả năng trừ hết tất cả khổ, không có hư dối. Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu chú đó là gì? Là cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa, hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui lên Ta Bà Ha, mừng quá Ta Bà Ha. Cho nên Ta Bà Ha nghĩa là gì? Là rốt ráo, là viên mãn, là trọn vẹn. Cho nên câu chú nào kết thúc cũng bằng câu gì? Ta Bà Ha. Trời, làm gì xong chưa? Dạ Ta Bà Ha rồi. Em làm xong rồi đó, viên mãn rồi, rốt ráo rồi, mà thành tựu một cách trọn vẹn. Cho nên ai muốn thành tựu trọn vẹn, mỗi ngày trì cái câu Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là cái câu Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha.
là gì? Là thành tựu, thành tựu một cách viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn, không có gì trở ngại. Án tất điện đô mạng, đa ra bạc đà, dạ ta bà hạ. Và câu đó chính là tâm chú của đại bi đó. Đại bi chú, thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi. Nguyên cái bài đó, cuối cùng nó chỉ rút còn có một câu cuối thôi. Án tất điện đô mạng, đa ra bạc đà, dạ ta bà hạ. Rồi nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cuối cùng, nó có một câu một thôi. Yết đế, yết đế. Mình đọc tiếng Phạn là gate, gate, para gate, para sam gate, bodhisattva. Nó có hai loại. Một là hy hữu, là hiếm có. Hai là vị tần hữu, chưa từng có. Vậy thì bây giờ cái mà chúng ta đang làm là hiếm phải không? Hiếm có. Nhưng mà làm được không? Được. Vị hiếm là hy hữu lắm, nhưng mình làm được. Khó lắm mà làm được. Cho nên đó, có một vị hòa thượng dạy vậy nè: khó thì không phải là dễ, mà dễ thì không phải là khó. Phải không? Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Chỉ cần chúng ta chịu cực và chịu khó thì mới làm, mới vượt được cái khó. Chứ đâu phải không làm được. Khó thôi. Trời ơi, cái này khó làm lắm nghe, nhưng mà làm được. Thí dụ như mình nói ăn chay khó ăn lắm nha, mà ăn được rồi là dễ. Tụng kinh khó lắm nha, tại vì buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà vượt được cái cơn buồn ngủ đó là thành. Vừa rồi ở trên Tây Thiên mình đó, tổ chức khóa tu thiền cho chư ni, hơn 100 sư cô về tu 10 ngày. Phong Hòa hỏi mấy sư cô, mấy sư cô nói có bữa, những bữa ngồi thiền ngồi mà khóc. Hỏi tại sao khóc? Đau quá. Ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ngồi đau quá khóc. Nhưng mà qua cái cơn đau đó rồi, qua cơn đau rồi hết khóc và cảm thấy rất là thích, là tại vì mình đã thắng được cái đau của mình. Mà nghĩ chừng như mình không làm được. Tu 10 ngày tất cả cell phone nộp hết, không ai được giữ phone trong 10 ngày đó. Không được nói chuyện ồn ào lớn tiếng, gần như là không nói chuyện. Không phải là 100%, nhưng mà 90 mấy% là không được nói. Trường hợp nào kẹt lắm cần nói thôi, chứ còn hoàn toàn mọi việc rất là tĩnh lặng nhẹ nhàng. Và nhất là cái ngồi thiền, ngồi lận 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, mà 10 ngày như vậy, 1 ngày 6 thời, 7 thời, mà các cô làm được hết. Có những bà già mình tưởng làm không được, làm được luôn. Phong Hòa hỏi sư cô ngồi thiền đó, dạ mấy ngày đầu con khóc quá trời, khóc nước mắt nước mũi chảy. Nhưng mà qua được rồi mình mới thấy trân quý. Chứ cái gì khó mà mình làm được mình thấy trân quý. Cho nên cô ráng đi, mai mốt bà cụ không còn thì cô sẽ thấy những ngày cô chăm sóc bà có giá trị lắm. Đừng để cái chuyện bực bội phiền não làm mình hối hận về sau, mình thấy rằng mình không có đủ nhẫn nại. Phong Hòa nuôi mấy chú tiểu đó, có những chú đó, rất là cứng đầu khó dạy. Nhiều Phật tử vô biểu bỏ đi, trả về đi. Pháp Hòa nói không. Nếu mà Pháp Hòa trả về, lỡ nó đi du côn, nó làm bậy, thì mình sẽ hối hận. Hối hận hai việc. Một là lòng từ bi mình chưa đủ, và đã chưa ôm ấp được một đứa nhỏ như vậy. Hai là sự nhẫn nhục mình chưa đủ, mình đã không chịu đựng được nó. Mà lỡ, trừ khi nào nó quyết định nó ra đi thôi, chứ còn bản thân mình không đuổi. Nó có hư thì mình dạy bữa này rồi nó qua ngày hôm sau, kệ nó, được ngày nào hay ngày đó. Chứ còn bây giờ mà đuổi nó đi, mà lỡ nó hư là mình sẽ hối hận đó. Hồi xưa qua dạy mấy chú, cho nên 15 gần 20 chú, mà có những chú rất là khó dạy, mà Pháp Hòa không đuổi chú nào hết. Trừ khi nào chú nào lớn rồi, đủ 18 tuổi hay lớn khôn mà tự quyết định thì mình chấp nhận thôi. Chứ còn Pháp Hòa không có đẩy chú nào ra đó, đó. Vì lòng từ bi và sự nhẫn nại của mình không cho, thì mình mới thấy người dương mà mình còn làm được, thì huống chi người thân. Mình có cái bệnh là ham vui mà quên khổ. Rồi đến khi mà nó khổ nó đến, mình nói, ủa, tại sao đời tôi bị như vậy? Không phải tại sao, mà trước sau sẽ bị. Không sớm thì muộn. Bây giờ mình không khổ tiền thì mình khổ tình. Không khổ vì gia đình, của cải thì khổ vì bệnh tật.
không? Cho nên cuộc sống của chúng ta cái lẽ thật là khổ. Chỉ có một cái điều là chúng ta bị một cái khó là chúng ta chỉ nhớ vui, thích vui, ham vui, mà chúng ta quên cái khổ. Mà nếu chúng ta có nhớ cái khổ thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng làm gì hơn? Hồi chiều này Pháp Hòa có nói chuyện với một cô, trong bữa cơm ngồi nó mấy Phật tử, thì có một cô Phật tử cô nói cái quỹ thời gian bây giờ không còn nữa, không còn nhiều. Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có cái ngân quỹ hết á, ngân quỹ giữ tiền. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái ngân quỹ thời gian. Mà bây giờ người nào 60 thì biết là mình không biết còn bao nhiêu thời gian nha. Mà Pháp Hòa hay đùa đó, Pháp Hòa nói là con người mình tính tuổi bằng cách này nè: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Quý vị nhớ câu đó không? 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. 5 năm làm sao? Nếu người nào 50 tuổi thì còn khả dĩ tính sống được 5, 2 năm. Tính theo năm. Nhưng mà người nào lên tới 60 tuổi là tính tháng. Người nào 70 tuổi là tính ngày. Còn nếu mà 80 tuổi là gì? Tính giờ. 90 tuổi là tính phút. Hơn 90 tuổi là tính từng sát na. Hay là nói cách khác là từng hơi thở. Mình nói để là mình an ủi vậy đó. Chứ thật sự ra nói để có cuộc công thức trong cuộc sống là 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Rồi bắt đầu tới giờ, tới phút. Nhưng mà thật sự nói cho cùng thì tất cả chúng ta trong một câu thôi. Đời sống trong hơi thở. Đời sống trong hơi thở. Thế thì quý vị thấy hơi thở nó quan trọng không? Vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta đâu có biết chăm sóc hơi thở. Chúng ta nghĩ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, 7 cái đó nó mới quý. Nhưng mà thật tình mà nói thì 7 cái đó nó không quý bằng hơi thở đâu. Vì hơi thở mà còn nghĩa là chúng ta còn hết tất cả. Hơi thở mà hết rồi thì chúng ta không còn gì hết. Trong cái bài sám nguyện có câu á: giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, xem thường bảo vật trong tay. Mình có một cái bảo vật trong tay mà mình xem thường lắm. Thì hỏi bảo vật là gì thì có người thì nói: ồ, chồng tôi, vợ tôi, hay là hạnh phúc của tôi. Thật sự mà nói, bảo vật của mỗi người chúng ta đó là hơi thở của mình. Nếu mà chúng ta không còn, ví dụ bây giờ mình thở vô mà không có thở ra nữa thì sao? Không có gì có hết. Nhà cửa, vợ con, vật chất không có cái gì hết. Còn nếu chúng ta còn thở vô, thở ra như vậy nè, nghĩa là chúng ta cũng còn khả dĩ. Nhưng mà có một cái chúng ta cần nhớ là hơi thở mà hàng ngày chúng ta đang thở, như là hiện tại chúng ta đang thở đây, cũng chẳng phải của mình, chẳng qua là mình mượn thôi. Đời sống là vay mượn mà. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải là mình hít vô cái là mình mượn không? Vừa xong cái mình trả, thở ra, mượn, trả, mượn, trả, mượn, trả trong từng hơi thở. Còn cái chuyện mình ăn, mình mượn chén cơm, nó còn cho mình mượn được 2 tiếng, 3 tiếng, rợn lát mình mới trả. Rồi mình khát nước, mình mượn ly nước, mấy tiếng sau mình mới trả. Như vậy thì cơm ăn, nước uống là mượn, nhưng mà mượn vài tiếng. Còn hơi thở là mượn trả tức khắc. Mà đến khi nào cái hợp đồng nó chấm dứt, nó thôi mệt, không có cho mượn nữa, thì chừng đó nó rút lui thì mình sao? Tất cả cũng đều chấm dứt. Cho nên người ta hồi xưa mới có cái câu đó: ô hô tam khấu, thí khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưng. Hỡi ơi, muôn việc đều do mấy tức hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Hồi đó ở trong chùa, mỗi sáng mà hô canh ngồi thiền ấy, có cái câu này: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Nhất nhật là gì? Một ngày vô thường đến, gọi là nhất nhật vô thường đến. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày nào đó vô thường nó đến với mình, chừng đó mình mới hay lâu nay mình sống ở trong mộng. Phương tri mộng lý du, mình có đi trong mộng không? Suốt đời này
cả cái đời sống của chúng ta đây là đại mộng. Còn ban đêm mình ngủ, mình nằm chiếm bao 1 giờ hay 2 phút, 3 phút đó là tiểu mộng. Cái mộng đó chừng mấy phút là giật mình tỉnh rồi. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta đây là một đại mộng. Hồi nhỏ mình sanh ra, rồi trải qua một cái thời gian, một cái cảnh khó nào đó, rồi chúng ta từng là những người lên đên trên biển, rồi trôi dạt qua trại tị nạn, rồi trôi dạt qua nước Đức hay là tất cả các nước phương Tây, rồi bắt đầu lập nghiệp, học tiếng của người ta, học văn hóa người ta, hội nhập với đất nước của người ta. Rồi cái mình mong con mình lớn, cái thật sự giờ nó lớn, cái bắt đầu mình già, hãy nó lớn thì mình già. Chứ làm sao có cái chuyện rồi nó lớn mình trẻ được. Lúc mình cầu, trời tôi trông cho con tôi nó lớn, nó ăn học thành tài, nó có gia đình, nó dựng sự nghiệp, thì cũng đừng quên hễ nó đến được cái mức mình cỡ mình bây giờ thì lúc đó mình cũng đã héo tàn. Tức là hễ nó tăng thì mình giảm, chứ sao mà hai người cùng tăng được. Mà nếu có tăng là tăng tuổi thôi. Cho nên nếu có tăng là tăng tuổi thôi, tăng nếp nhăn, tăng bệnh khổ, chứ đâu có gì, đâu có khỏe hơn được. Là nữ nó mà lớn thì mình cũng tăng, mình cũng tăng mà tăng tuổi thọ. Mà nếu cách khác là gì? Giảm sức khỏe. Tuổi thì tăng mà sức khỏe thì giảm. Nét trẻ của mình đó thì bắt đầu nó cũng sao? Nó cũng giảm để nó tăng cái nét già. Cho nên trong cuộc sống luôn luôn là những cái đắp đổi. Mà nếu chúng ta không ý thức được cái đó thì chúng ta sao? Còn lên đên làm khách phong trần. Tại vì cứ nghĩ rằng cuộc sống này luôn luôn là những cái gì nó đẹp. Thật sự ra đời cũng có những cái hay, cái đẹp. Nhưng mà chúng ta nhớ tất cả những cái hay đẹp đó nó cũng chỉ là tạm, chứ không phải là trường cửu. Để rồi chúng ta có thì chúng ta cứ nhận biết hưởng, nhưng mà khi nó đi thì chúng ta cũng sao, cũng chấp nhận như vậy mà không quá dính mắc đau khổ. Nhà Phật thường gọi là chấp. Chấp thì nó có hai phần. Một là mình chấp ngã, hai là mình chấp pháp. Quý vị nhớ, chấp ngã là mình. Ví dụ mình chấp ngã là tôi khỏe hoài không có bệnh, tôi là giàu hoài không có nghèo, tôi là trí nhớ siêu đẳng lắm không bao giờ quên. Mà mình chấp như vậy mà lỡ hôm nào mà mình già chút thì mình lại không chịu. Hay là bắt đầu bây giờ tuổi mình nó xong nó mau quên, mình cũng khó chịu. Thật sự ra mình chấp ngã, chấp cái tôi, mà cái tôi này nó nhiều thứ. Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình trẻ, mình giàu, mình hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cái đó là chấp ngã. Và chấp pháp tức là những cái hiện tượng xung quanh. Ví dụ như gia đình mình, hồi xưa con nó nghe lời mình, rồi mình lúc nào mình cũng nghĩ là gia đình mình là như vậy. Nhưng mình đâu có biết lúc nó nghe lời mình là lúc nó dưới 13 tuổi. Khi mà nó trên 13 tuổi rồi là bắt đầu nó có cái cách sống của nó. Nó hấp thụ theo cái đời sống ở đây. Và bắt đầu nó về nó biết cãi mình. Cái mình đau khổ mình nói con tôi hồi nhỏ không có vậy đâu. Rồi sao bây giờ nó vậy? Mình đã biết nói hồi nhỏ thì nghĩa là nó đâu phải như bây giờ. Bây giờ là nó lớn rồi. Cái môi trường sống nó khác rồi. Cái mảnh đất của nó bị cái gì? Bị những cái khác nó xâm nhập rồi. Chứ không phải là một cái miếng đất màu mỡ mà như hồi đó mình nghĩ nữa. Cho nên mình nhớ là tất cả các pháp xung quanh mình, nhà, cửa, vật chất, thậm chí mọi cái hiện tượng cuộc sống không có ở một chỗ. Ở đây vị nào mà có quê Việt Nam á, bây giờ quý vị có nhận biết rằng bây giờ mình đi về quê mình có những chỗ mình nhìn không ra không? Thay đổi quá chừng. Hồi Pháp Hòa đi khỏi Việt Nam năm 96, con xin lỗi 86. Đầu năm 86 đã rời Việt Nam. Lúc đó mới 12 tuổi. Đầu 1-2 năm sau thì bắt đầu nó có cái vụ mà quay video. Cái thời đó là còn cái thép bự thiệt bự đó. Thì lần đầu tiên nhà Pháp Hòa mới cúng giỗ ông nọ, ông ngoại, bà ngoại, bà ngoại. Thì bà dì, bà mới mướn người tới quay cái phim đó để gửi qua bên này coi cho đỡ nhớ nhà. Trời ơi, quay hàng xóm Pháp Hòa nhìn không ra. Mà mình mới rời có 2-3 năm thôi, huống chi bây giờ mấy chục năm. Và thậm chí có nhiều người nói ở Việt Nam á, bây giờ mà mình ở trong nhà chừng 3 ngày thôi, 3 ngày sau ra đường là mình hết biết gì rồi. Tại vì nó thay đổi, phát triển.
không? Hồi trước ở trước cửa nhà mình có cây ổi, cây xoài, cây mít, cây gì đó, giờ mình về ta chặt hết trơn, ta tráng xi măng hết. Rồi hồi xưa là cái nhà đó nó lụp xụp vậy, cho nên trong đầu Pháp Hòa toàn là đồ cũ không à, đồ của 30 năm về trước. Pháp Hòa còn đồ cổ nhiều lắm. Bây giờ tất cả những cái hình ảnh gì mới mình không biết. Thì quý vị thấy không, các cái pháp đó, tức là những cái hiện tượng xung quanh đó, nó đâu có tồn tại đâu. Hôm nay nó vài ngày mai nó khác. Ví dụ như cái ho này mình sử dụng ở đây với chừng có thể năm tới người ta đã thay đổi quán triển cái cách khác. Thật ra không có cái gì nó cố định. Đây bản thân mình là mỗi ngày mình nhìn mình á, điều ngày nào mình cũng nhìn kiến đó. Vậy mà năm tới mình nhìn mình thấy lạ hơn năm rồi. Cái hình mình mới chụp năm ngoái thôi, rồi bây giờ thử năm nay đem coi coi so thôi, thấy khác liền. Năm ngoái mình trắng, năm nay mình hơi bắt đầu sậm rồi. Năm ngoái mình cười có hai đường hẻm thôi, bữa nay cười lên tới bốn đường hẻm rồi. Thật ra mình thấy rằng ngay cái thân này cũng là một pháp nè. Ngay cái pháp này, cái thân này là một pháp, mà chúng ta là cái thấy nó mỗi ngày luôn. Ngày nào cũng nhìn kiến, ngày nào cũng nhìn kiến. Vậy mà năm tới mình nhìn mình đã thấy khác xa rồi. Huống chi những cái xung quanh mà mình ít tiếp xúc. Cho nên con người mình mà thấy được rõ cái pháp, cái ngã và cái pháp, thì tự nhiên mình sống sao? Phật gọi là người có tuệ giác. Tuệ giác là gì? Tức là có cái tỉnh giác về bản thân, về hiện tượng sự vật xung quanh mình. Cho nên mỗi ngày á, mình phải kìm mình phải tìm cho mình một cái giờ nào đó để mình ngồi mình tĩnh lặng, gọi là mình chăm sóc hơi thở. Ở đây là mình gọi là hơi thở ý thức. Chúng ta luôn luôn nói rằng mình phải có ý thức về sự việc. Nhưng mà có một cái chúng ta thiếu ý thức là thiếu ý thức về cái hơi thở của mình. Cái hơi thở mình nó quan trọng. Hôm nào mà mình bệnh, hơi thở mình nó khác. Mình nóng trong người, hơi thở mình nó khác. Bữa nào mình nóng trong người, thậm chí quý vị ngồi yên, quý vị thở ra, mình thấy hình như nó có khói. Trong người mình nó nhiệt quá, mình thở ra mình thấy nó tỏa được cái gì. Những ông thầy mà y học phương Đông luôn luôn mà hãy mình lên mình thăm bác sĩ, mà mấy ổng trai đo cái nhịp mình, mấy ổng để cái tay trên lòng bàn tay mình, và mấy ổng sẽ nói rằng trong người mình tỏa nhiệt nhiều quá, tỏa nhiệt nhiều quá, và người ta phải cho mình thuốc để mình điều hòa lại cái nhiệt trong người mình. Cho nên thưa đại chúng là mình chăm sóc hơi thở mỗi ngày bằng cách là mình tìm cái giờ ngồi tĩnh. Có một hôm á, Đức Phật đi ra bên ngoài thì gặp một cái ông đó, ông làm cái nghề làm ruộng. Thì ông mới nói với Đức Phật á, chúng tôi là những người sống ở ngoài, lúc nào chúng tôi phải cày cuốc làm ruộng để chúng tôi có ăn. Vậy những người tu như ông có làm ruộng để sống không? Chúng tôi là những người mà sống ngoài đời là phải làm ruộng nè, phải cày xới nè. Còn các ông tu, các ông có làm ruộng không? Đức Phật mới nói dạ có, chúng tôi cũng là những người làm ruộng. Và đây là lời Đức Phật làm ruộng đây. Ông vào đọc cho đại chúng nghe Phật dạy mình làm ruộng cách nào. Phật nói, chúng tôi là người luôn cày bừa rất chăm chỉ. Ông làm ruộng nói, tôi chưa từng thấy người dùng lưỡi cày, ách kéo, cuốc xẻng để cày cấy. Đức Phật nói rằng, chúng sinh là ruộng đất của ta, lòng tin là hạt giống của ta, thiện pháp là nước mưa, trí tuệ là ánh nắng, trì giới là lửa cài, tinh tiến không mỏi mệt, mỏi là bò của chúng ta, chánh niệm là sợi thừng buộc lấy con bò, chân lý là cái ráng cày mà ta cầm,
Phiền não từ thân khẩu ý là cỏ dại mà ta muốn cuốc bỏ. Sự thanh tịnh vĩnh viễn không sinh diệt là trái quả mà ta cày cấy tu hoạch được. Bây giờ quý vị thấy Phật dạy mình làm ruộng nha. Phật nói đó, chúng sinh là ruộng đất của ta. Có phải là tất cả chúng ta làm việc thiện lành là có đối tượng là chúng sanh không? Đó, như là một Phật tử ở vùng này lên gặp Pháp Hòa ở Munster năm ngoái và trình bày là muốn tổ chức ở cái vùng này. Tại sao? Vì vị đó nói rằng ở vùng đây và các vùng phụ cận có một số Phật tử rất là ham tu hiếu học, nhưng mà vì hoàn cảnh xa xôi có thể các vị không thể đi được. Thôi thầy chịu khó thầy về đây để cho các Phật tử được thăm và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Tại sao quý vị đã làm? Nếu thích mình thì quý vị đã lên tới gặp Pháp Hòa rồi. Vì tất cả quý vị ở đây mà các vị đã phát tâm tổ chức. Rồi Đức Phật của mình, Ngài phát tâm Ngài đi xuất gia đâu phải để cho mình Ngài hưởng. Ngài lấy cái chúng sanh làm cái mảnh đất để Ngài cày. Như vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta là những người tu á, hay là nói là hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì lấy cái gì làm đối tượng? Lấy ai làm đối tượng để tu? Chúng sanh. Nếu mà không có chúng sanh khổ thì đâu có đối tượng để mình tu, phải không? Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa sẽ có một chuyến đi Âu Châu một tháng để làm công việc là chia sẻ Phật pháp. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đi mà khơi khơi qua đây nói với ai? Thành thử ra Pháp Hòa nghĩ là khi mà nhìn vô cái lịch trình là mỗi nơi mỗi ngày mình đi thì tất cả đại chúng Pháp Hòa gặp mỗi ngày mỗi thành phố đó là đối tượng để Pháp Hòa có mặt. Như vậy thì quý vị thấy không, mỗi ngày mình làm việc, ví dụ bây giờ mình đi làm, đâu phải đi làm để kiếm tiền cho mình sống đâu. Nên tôi đi làm để có tiền nuôi gia đình. Vậy thì gia đình là đối tượng để mình phải chịu cực đi làm. Thì tất cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta cũng, khi chúng ta tu là chúng ta phải có một cái, chúng ta khởi cái tâm thiện lành, là vì chúng ta có được những chúng sanh làm đối tượng, là cái chỗ mà chúng ta cày ruộng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói chúng sanh là cỏ đất mà chúng tôi bắt đầu cày cấy. Chúng sinh là ruộng đất của ta, lòng tin là hạt giống. Bây giờ nếu mà mình á, tu mà không có niềm tin lớn thì làm sao mình làm việc? Tin cái gì? Tin người, tin mình, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Tin nó có 6 cách. Thứ nhất là mình tin mình. Thứ hai là mình tin người. Mình tin mình là mình có cái tâm muốn làm việc tốt. Mình tin người cho nên mình mới giao mỗi người mỗi việc để người ta phụ. Rồi mình tin sự là gì? Ví dụ như mình tổ chức một cái gì đó, mặc dù cái hình tướng nó là vậy, nhưng mà trong cái hình tướng nó chuyên chở được cái đạo lý trong đó. Làm việc gì cũng phải có sự, có lý. Giống như nãy đại chúng tụng thời kinh, có chuông, có mỏ, chúng ta bắt đầu tụng thời kinh, đó là sự. Nhưng mà cái lý là gì? Đầu tiên vô đại chúng chưa ổn định tinh thần, tụng thời kinh cho mọi người lắng tâm. Và đến xong thời kinh là mọi người tâm bắt đầu lắng, chỗ ngồi rồi mọi thứ nó ổn thỏa. Như vậy rõ ràng sự lý có mặt. Thỉnh tiếng chuông, tiếng mỏ là sự, nghe nó có tiếng nó ồn. Nhưng mà cái lý là để đại chúng nhờ cái tiếng đó mà tụng kinh cho nó ăn rập. Cái áo tràng này là sự, nhưng mà nhờ cái áo tràng này mọi người nghiêm túc, trang nghiêm, không có thô tháo, bất oai nghi. Sâu chuỗi là sự, nhưng mà nhờ sâu chuỗi tâm mình nó định được. Cái bồ đoàn là sự, nhưng mà nhờ cái bồ đoàn cho mình ngồi cái lưng mình nó thẳng, mình ngồi vững, mình ngồi được lâu. Mà nhờ cái bồ đoàn vậy cho nên mình ngồi thiền tốt, không có bị mỏi, không có bị đau. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống này không có cái gì chúng ta làm mà không có sự lý cả. Ăn cơm là sự, no bụng là lý. Rồi giờ no bụng là lý, xin lỗi, no bụng là sự. No để làm gì? No để làm việc tốt, làm việc lành để tu. Cũng giống như mình bệnh mình phải uống thuốc. Uống thuốc làm chi? Trước sau cũng chết mà uống làm chi? Thôi kệ, để vậy cho nó chết không phải.
uống thuốc để duy trì sự sống, giảm được những cái bệnh tật, mà nhờ như vậy chúng ta giữ được sự tu hành của mình lâu dài. Còn nếu mình nghĩ rằng thân này là huyễn mà chúng ta không uống thuốc thì chúng ta bỏ mặc nó, như vậy chúng ta không phải là người biết sống với đạo lý. Cái đạo lý là tuy rằng mọi thứ nó sẽ hoại, nhưng mà nó hoại tự nhiên, chứ chúng ta không đóng góp để làm cho nó hoại hơn. Cái thân này nó tự nó già, chứ mình không cần làm gì cho nó già hết á. Không cần phải thức khuya, cố tình thức khuya, cố tình làm những cái việc là hút sách, cờ bạc để làm cho cái thân này nó bệnh tật. Trước sau gì nó cũng phải là đi đến đó. Nhưng mà thà tất cả mọi cái đi vào cái chỗ tự nhiên. Cho nên mình hiểu cái tinh của mình, tinh mình, tinh người, tinh sự, tinh lý, tinh nhân, tinh quả. À, quý vị ngồi niệm Phật là nhân, mai mốt vãng sanh tịnh độ là quả. Hay nói gần chút nữa, ngồi niệm Phật là nhân, tâm mình được tịnh là quả. Ngồi theo dõi hơi thở là nhân, sau này mình sống có chánh niệm, có tỉnh thức trong mọi cái hành vi cuộc sống mình là quả. Cho nên không cần phải nói nhân quả đâu xa, chỉ cần chúng ta nhìn mọi sự việc chúng ta làm đều có nhân quả hết. Ví dụ như quý vị tổ chức một cái từ khuya tới giờ sắp ghế, sắp bàn làm việc, đây là tạo nhân nè. Giờ mình có chỗ mình ngồi ổn định, thoải mái, đó là quả. Cho nên đừng có hiểu nhân quả là cái gì xấu. Tùy theo hễ mình gieo cái nhân tốt thì quả nó tốt. Cho nên nhân quả bản chất nó không có xấu. Đừng có sợ, ví dụ như ai gặp mình cứ nói coi chừng nhân quả, nghe nói chị làm gì chị nói tôi. Chữ nhân quả, nhân có thể là nhân tốt thì quả cũng có thể là quả tốt. Nhân là nhân xấu thì quả là quả xấu. Cho nên chữ nhân quả là danh từ chung để chỉ cho mọi hạt giống, tùy theo mình gieo cái gì. Hễ mình gieo cái nhân tốt thì mọi việc nó tốt, mình gieo cái nhân xấu thì việc nó xấu. Cho nên đừng có sợ, chúng ta không ai sống rằng ngoài cái đạo lý nhân quả cả. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình nói tụng kinh, thì thời gian sau mình thuộc kinh, thì lúc mình tụng kinh đó là mình gieo nhân, bây giờ mình thuộc kinh là quả. Quý vị ngồi niệm Phật thường xuyên mỗi ngày, bây giờ tâm mình an định là quả, chứ đâu phải nhân quả là cái gì xấu. Cho nên miếng đất của mình là chúng sanh, niềm tin là hạt giống. Nếu mình không gieo cái niềm tin vào cái mảnh đất của mình thì không có gì nó có thể thành được. Tu mà không tin, trong kinh Phật nói cái tâm của mình đó, nó có năm thứ hoang vu. Trong đó hoang vu về sự nghi ngờ, nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ thiện giới của. Ví dụ như bây giờ mình nghi ngờ mình sống giữ giới như vậy, không biết sao giữ giới là mình sẽ được thiện lành chứ có sao. Cho mình nội cái chuyện mình nghi ngờ thôi là tự nhiên làm cho cái tâm của mình nó rối loạn lên rồi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nghe Pháp đó, bây giờ ở trên mạng đó, rất là nhiều người ta nói, nhưng mà phải cẩn thận là có những người, người khác không có truyền đạt chánh pháp, mà người ta nói những điều làm cho mình càng nghe càng mê, càng hoang mang, không biết cái điều đó đúng thật như thế nào. Rồi mới đầu mình nghe pháp, nghe riết, giờ mình loạn, mình không biết cái nào đúng, cái nào sai. Tại vì mỗi người nói mỗi kiểu, à, mỗi người nói mỗi kiểu. Người thì biểu là phải tụng kinh này, người biểu tụng kinh kia. Trong Phật giáo chính thống không có diêu trì kim mẫu, không có thờ diêu trì kim mẫu, không có tụng mà địa mẫu gì hết. Mà bây giờ thỉnh thoảng mà thấy một hai cuốn kinh lại có những cái từ đó trong quyển kinh Phật giáo, không có đúng. Phật giáo không có cái đó. Phật giáo không có diêu trì kim mẫu, không có không có những cái vị thần thánh như vậy. Cái đó là của tín ngưỡng dân gian. Còn Phật giáo là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát. Thỉnh thoảng mà dở dài quyển kinh mà thấy soạn kinh Di Đà hay là phẩm phổ môn gì đó, lại chen những cái câu đó luôn. Lại diêu trì kim mẫu, lại gì Ngọc Hoàng Thượng Đế, những cái từ đó không có trong Phật giáo. Thì bây giờ nếu mà mình không có cái chánh kiến trí tuệ thì mình bị mê lầm. Cho nên mình nghe pháp, cái gì mình không hiểu
là phải trực tiếp gặp quý thầy, gặp chư tăng để xác định cái điều đó có đúng hay là không. Chứ không có nên là mình cái gì nghi nghi rồi cũng cứ làm, hoặc là nghe người ta ráng tụng cái này đi, tụng cái này được phước, được mạnh giỏi. Mình thì mình sợ bệnh lắm, cho nên nghe ai nói tụng gì mà mạnh giỏi là mình tụng à. Mình sợ nghèo lắm, cho nên nghe người ta nói tụng cái này giàu có, sự nghiệp tốt đó là mình tụng. Mình sợ khổ lắm, nghe ai nói tụng cái này gia đình hạnh phúc là mình tụng à. Mà mình không biết cái đó là cái gì. Cho hồi xưa đó, quý vị thấy người ta muốn truyền bá những cái thuốc phiện, những cái gì thì ta nói sao? Anh bị khổ phải không? Anh bị buồn phải không? Anh hút cái này vô đi là buồn khổ anh quên hết. Thì người đó đang buồn khổ mà thì bắt đầu nghe hút, nhưng mà thời gian sau thì ghiền. Mà ghiền rồi thì ta lấy cái ghiền đó của mình để người ta áp đảo, người ta làm, người ta bán những chất đó cho mình. Cho nên cuối cùng mình bị cái khổ về cái đó. Cho nên trong kinh, hạt giống là niềm tin, thiện pháp là nước mưa. Quý vị thấy không? Nếu mình có niềm tin mà không có tưới bằng mỗi ngày cái thiện pháp thì cái hạt giống này nó trật thôi. Bây giờ chúng ta có niềm tin, tin tưởng trời Phật, mình nói câu chung chung vậy nghe. Tin tưởng trời Phật, cho nên rồi người ta cũng lợi dụng cái câu trời Phật đó mà người ta tưới tẩm mình bằng những cái không đúng. Hạt giống mà niềm tin mà có mà không tưới bằng thiện pháp thì nguy lắm. Có thể là mình thời gian sau là mình đi vào cái con đường cuồng tín, mê tín, chứ không phải là chánh tín như là chúng ta cần phải có ở trong Phật giáo. Cho nên quý thầy á, mà chư tăng á, có cái bổn phận phải nói cái chánh pháp để cho đại chúng, cho tất cả những người cùng tu với mình thấy được cái con đường để mình đi. Thật sự ra quý vị có một cái tâm rất tốt, Phật tử có tâm rất tốt, ai cũng tha thiết muốn tu, ai cũng tha thiết muốn hướng thiện. Nhưng mà nếu mà lỡ mình gặp một cái vị không hướng cho mình được cái điều chánh pháp thì mình sẽ bị người ta dẫn vào cái con đường mê lầm nguy hiểm.